Vâng, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với giải thi đấu JBL CSGO Championship. Và ở lượt trận thi đấu tiếp theo, chúng ta sẽ đến với team của Caster Bobman. Đó chính là team Kingspack. và đối thủ của họ sẽ là team Clutch Orkic. Và team Clutch Orkic này có ai và có quen hay không thì chúng ta sẽ cùng đến ngay với hình ảnh của It Game. Và trận thi đấu này, Very Games cùng với Flipside Tactics. Flipside Tactics cũng là một trong những team mà có lẽ là các bạn cũng đã biết rồi, và đặc biệt nhất là team này là team ấn tượng nhất trong trận thi đấu giữa Flipside cùng với team Rồi các bạn nào còn nhớ thì nhớ cái câu bình luận huyền thoại của Liquid. Caster Bomman. Vâng, hai team ấy bắn với nhau khiến tôi rất là mệt mỏi. Và không biết là lần này hai team này bắn với nhau có làm tôi mệt mỏi hay không đây. Nhưng mà Very Games, cái tên này thì cũng có lẽ là cũng lâu lắm rồi anh chưa nhìn thấy nhỉ. Rõ ràng là đội hình của Very Game thì họ cũng không còn nữa rồi. Flipside Tactics thì không biết là còn hay không, nhưng mà nếu anh nhớ không nhầm thì hình như Flipside cũng không còn nữa. Cái tên này cũng đã đi vào dĩ vãng Giờ thì chỉ có Kingspack và Clutch Orkic thôi, không rồi. có Flipside ở cái game ở đây đâu. Đúng rồi. Clutch Orkic ở bên phía City side. Flipside Tactics ở bên phía T side. Và giờ thì chúng ta sẽ đến với Pistol Round. Quên mất, mình là người chỉnh camera. Đấy. Tôi là Rusty. À nhầm, Rus Minh. Em trai của Rusty. Và bên phía Clutch Orkic họ sẽ xuất phát về phía CD side trước nhờ lợi thế chén giao thắng thì phải. Đúng rồi. Kít đường lên trên tay của Kishi, TVC, Suka, Real Thái Anh và Shrew. Còn bên phía Flipside chúng ta có Naokai, Mandy, Bomman, Leopard và Damit. Đang là một tướng đẩy lầu, đẩy phòng trắng rất chủ động với đội hình của Clutch Orkic. Trời ạ, đó là hai cái mồm mình cho cả Suka cũng như là Real Thái Anh. Vâng, đội hình của Kingspack delete hoàn toàn. Nào cai cố gắng đổi được một và đó là round thắng đầu tiên dành cho bên phía của Clutch Orkic. Team này thật ra cũng là một team được đánh giá là quá mạnh. Vì có KC này, có TVC này. Chưa Có kể còn có cả Su nữa. Hacker Suka nữa và cả Real Thái Anh, toàn là những player máu mặt và trình độ rất cao, thì đơn giản như vậy thôi. Không sao cả, mới chỉ là Pistol Round thôi. Mà chúng ta vẫn chưa thể biết trước được điều gì cả. Nhưng đang muốn đẩy TVC. Spam là rất nhiều đây, và đó là Mandy hết sau được TVC thành công. Khu vực chuối đang ép lên rồi. Bomba đang là người kê lại. Và đang cũng tràn lên, Su có mạng ở đây, Suka đổi thêm một mạng nữa. Và khu spoiler, Leopard hạ gục đi một người trước khi nằm xuống được Suka. Và cuối cùng thì round đấu vẫn giành chiến thắng cho Clutch Orkic thôi. King Nini. Vâng, rõ ràng là từ tên team cho đến tên player thì chúng ta cũng đều có cái từ khóa nó cũng rất là quen thuộc rồi. Kinh Bạn Nini Bách nghe cũng được ấy nhỉ, được quá đổi chứ tên có team gì luôn. đâu. Bây giờ thì round thi đấu thứ ba, vừa rồi thì team Kinh Nini đã có một round thi đấu eco khá là tốt rồi, bắt được hai súng thì họ đã có thể full buy được, nhưng mà lượng đồ trên Nini đang là hơi yếu và là phi thẳng mid đến từ Nini luôn. Một mạng cho Mandy rồi trước khi nằm xuống bởi Su, đúng hơn là người nằm xuống đó là Bomman. Bây giờ thì muốn đưa về là 4v2, anh tôi 4v3. tăng lên rất hay, nhưng mỗi tội là sấy hơi lỗi skill và để cho Mandy mới là người ăn mạng. Và bây giờ thì lợi thế đặt được bom thành công cho bên phía của team Kingspack. Kingspack thì đúng hơn. Vâng, bây giờ thì sẽ là một tướng đi take bomb hay là xếp súng đây? Tôi nghĩ là nên xếp súng. Round sau thì Su sẽ có thể up được. Kishi bắn một khẩu Deagle. Nhưng có vẻ như là đội hình bên phía Clutch Orkic họ muốn bắt súng đối phương. Đội tuyển gái thì đều yếu, bắt đầu băng qua sốc rồi. Nhưng đây là quyết định không bao giờ tốt cả. Vị trí của Nao Kai có chuỗi double kill. Và còn lại đó là Ryu Thái Anh cũng bị à gục ngay. Đó là round thắng đầu tiên dành cho bên phía của team Kingspack. Và có vẻ như là trong đoạn thừa full bài thì Kingspack đã trở lại rồi. The King is back. Và thắng vừa thua một round thôi thì Clutch Orkic họ đã yếu tiền rồi. Chắc chắn là yếu tiền rồi, vì hai round thi đấu đầu tiên sẽ là hai round đấu mà họ cần phải thắng một round đấu full buy nếu như muốn để được tiền. Còn bây giờ thì sẽ là tình huống chiếm chuối tới vị trí của Damit 2K. Bóng sân B đang có hai người, TVC cùng với đó là vị trí của Real Thái Anh. Người đi đầu ở khu vực chuối cho đội hình của King Nini đó là Damit 2K. Đây là một round thi đấu fog fight đây, Clutch Orkic và TVC vừa qua cho mình hai mặt với quả phát hỗ trợ đến từ Real Thái Anh. Bắn tay nó là quá to luôn, nhất về một khẩu AK và Mandy bị spam yếu rồi. Tình huống đưa về là 5 vs 2,5 kìa, Mandy 17 máu, tính đi một nửa cho nó gọn. Giờ thì
sẽ là rất khó để cho đội hình của bên phía King Bạch có thể làm được. Leo Pat vừa bắt được Kisi ở khu vực lầu, một tiếng đẩy lầu có vẻ như là hơi không hợp lý các bạn. Đã có đến hai khẩu AK được chiếm ở khu vực bom site B, và giờ TVC sẽ về hỗ trợ cho những người đồng đội của mình ở bom site A thôi. Bom site B sẽ nhường lại cho một mình vị trí của Ryu Thái Anh, nhưng bây giờ thì bắt đầu tăng lên rồi, tiếng rất nhiều và Leo Pat không về check góc tốt của TVC, tiếp tục là mặt của TVC, và đây sẽ là một cái ace dành cho vị trí của TVC. Vâng, Tống Việt Cường bắn tay rất to, thật sự bắn như thế này thì làm sao mà những người anh của chúng ta có thể thở được đây. Hỏng rồi, vừa mới vào trận đã có cho mình một cái ace, bây giờ thì về phía King Mini họ sẽ phải có cho mình một trận đấu hấp bay rồi. Lượng xuống là có bom mìn cũng không thiếu, nhưng vừa nói xong thì Mandy đã yếu máu rồi. Cái này thì Mandy đã không được may mắn cho lắm, mà Real Thái Anh có những cái đầu nào cài vì qua smoke với chúng tôi thì sẽ là cấu mạng với việc lắp nó kết rồi. Thì nhau spam ở đây và Real Thái Anh có những người bạn đã bom man đổi một. Bây giờ thì còn lại một mình của em chúng ta nào. Ôi! Vâng, Kenny B vừa có cho mình đầu headshot Suka với khẩu sờ cao hai mạng rồi, là đang là thiếu một vết ba. Cứ lắp một sting anh ơi. Nhưng bây giờ tiếng tạo ra rất nhiều, Flash được ném ra rồi, tiếp tục bắt đây cho Custer Boban. Và bây giờ thì Boban, 1v2 thôi, anh vẫn đang có thể xử lý được. Anh ấy biết rằng là đối phương sẽ xuống cống để bắt mình. Một quyết định di chuyển khá là an toàn tới từ vị trí của Boban. Nhưng mà đã có một quả smoke trả ra đến từ TVC rồi, đúng hơn là đến từ vị trí của Su. Rất khó cho Boban trong cái tướng 1v2 này. Vâng, Boban, anh trai của Bomix. Liệu rằng có thể clutch được hay không đây? Liệu có một tình huống đây nó gọi là gì cả 1vs4 ace clutch đến từ bom man nếu như làm được. Đúng rồi, chính xác. Nhưng bom đang rơi ở khu vực chuối, và bộ đội của bên phía team Clutch Orkick thì họ vẫn đang giữ vị trí của mình. Nhưng đây là pha di chuyển rất ảo diệu tới từ vị trí của Caster bom man. Nhưng anh có check lại phòng sáng hay không? Oh, không check rồi. Và giờ thì vị trí của Su đang là người ở khu mid. Và Boman, ô thì lên tay, lên tay rồi. Đây rồi, đây rồi, 23 giây. Boman đang rơi ở chuối. Nhưng vị trí này, vị trí của TVC đang là quá đẹp. Và đó là chiến thắng dành cho bên phía team Clutch Orkick. Nhưng mà làm tiểu huống này cho anh cho Boman một cái quadra kill suýt chút nữa thôi thì đã có thể có một tiểu huống highlight để đợi ở giải thi đấu này rồi. Và tỷ số được nâng lên là 4-1. Vẫn sẽ là full buy được thôi. Key round với cả hai team. Nếu như team King Bash họ thắng trong round thi đấu này, họ có thể gỡ hòa được. Với không, chưa hẳn gỡ hòa được đâu, họ sụt dần xuống là 3-4 được. Nhưng mà bên phía của team Clutch Orkick và tay to thật sự luôn. TBC lại flash lên để đẩy rồi. Và nghe được tiếng lửa, vị trí của Naokai đang kê lại. Có vẻ như Naokai đang kê lại là đẹp hơn nha. Quả smoke này có phải one way cho Naokai hay không đây? Đúng là one way rồi. Nhưng mà bên phía Clutch Orkick họ sẽ không phi ra luôn đâu. Nhưng quả phát này của Naokai không mang về cho anh cái mạng đầu tiên. Cái TVC đã có một tiếng bắn tay rất to, nhưng Real Thai Anh đã nằm xuống bởi quả nết của Mandy. TVC cũng yếu máu nhưng nhảy là dẻo, cuối cùng đã rút về được rồi. Rút về ngay cho mình một khẩu AK. Và tình huống đưa về là 4v4. Lợi thế thì cũng chưa hẳn là nghiêng về bên phía nào cả. Cái damage cũng không phải là quá khỏe. Boman đã lên được với khu vực lầu rồi, phòng sáng. Vị trí ở mid thì bây giờ Leopard phải check cẩn thận. Một pha spam tha mình. Kishi còn nửa máu thôi. Như vậy Castor Boman đã qua được rồi. Bắt buộc bộ đội của bom xe phải về bắn trong sai. Và đây là bộ đội Suka cũng như là Kishi. Có thể xử lý được nha. Nhưng có vẻ như quyết định đang là muốn tăng vào khu vực X và di chuyển mid to B cũng được. Sự lựa chọn của bên phía team Kingsmax sẽ là gì đây? Vào A hay là về B? Một quả smoke được trả ra như thế này thì bên phía Kingsmax họ định đi đâu đây? Ồ, tại sao lại có thể trả một quả smoke như này? Đúng hơn là bên phía Clutch Orkick, đúng hơn là quả smoke đấy đã tan. Bây giờ thì Kishi đổi một, Suka đã nằm xuống rồi. Thêm một bạn nữa dành cho Boman. Mandy cùng với Damit đã yếu máu một máu dành cho Damit. Ồ, nhưng mà đang có một băng qua. Không ai bắt được. Thật sự luôn ạ, không ai đoán được ra Su băng qua luôn quả đấy, thật sự luôn. Đó là một round thắng này cho Clutch Orkick với một tiếng đẩy qua smoke cực kỳ bất ngờ từ Su. Nhưng Su quả đấy là đẩy sau cái tham minh trả đồ của anh Bom ấy. Thế là thành ra anh Bom An quay mặt đi ấy. Quay hơi mặt đen đi một chút với cái tình huống tham minh vừa rồi. 5-1 rồi. Vẫn sẽ là full buy được vì đặt được bom thôi. Lost bonus 4 round đấu. Đây là điều dễ hiểu. Nhưng qua lượng frag thì TBC vẫn đang đứng đầu. Còn bên phía team Kingsback thì Mandy, Bomman đang là hai player bắn V
với một cái kỹ năng của chúng ta đang là ổn hơn. Và vừa rồi Su đã bị bắn yếu bởi khẩu AWP của Mandy. Lợi thế về máu thôi đã là đủ rồi. Mandy lên hẳn cho mình một khẩu AWP giáp 1 luôn cho nó cẩn thận. Lượng tiền vừa rồi chắc chỉ tầm khoảng 5.350 nên khẩu AWP giáp 1 là hết. Trong đó ra trận đấu này thì bên phía Kingspike họ đang bắn chậm hơn rất nhiều. Có lợi thế về máu của Su thì không vội, tội gì phải vội cả. Vâng, Flash trả ngược ra để chiếm lại khu vực chuối. Và không ai ép gần cả. Damage chỉ thủ xa ở gỗ thôi. Còn với khu bom Saya thì sao? Vẫn đang di chuyển là khá thoải mái tới từ các thành viên về phía team Kingspike. Trả bom che đi Boiler, Mandy first pick tốt rồi. Khu vực mái nhà đen đang có người và quả flash vừa rồi, quả flash rất tốt của Caster Bowman. Bây giờ thì Su yếu máu, theo thăm mình lách lên. Đó là Mandy hỗ trợ tốt cho các đồng đội của mình. Nhưng ở bom side B thì Ryu Thái Anh đã kết thúc đi damage 2k. Tình huống là 2v4 và Clutch of Kick sẽ xếp xuống trong round thi đấu này vì họ yếu tiền rồi và tỷ số sẽ là 2-5 dành cho bên phía của team Kingspike. Round thi đấu vào A rất tốt với một tình huống tăng cơ đến từ Bowman. Và khoảng cách chỉ còn là 3 round thôi. Bên phía Kingspike cần phải đi bắt súng bởi đơn giản là nếu như hai khẩu rifle trên tay TVC cũng như là Ryu Thái Anh bị triệt hạ thì ra thứ sau Clutch of Kick sẽ rất yếu tiền. Và đó là trận đấu skill thành công như thế nào cai còn lại bên Ryu Thái Anh rồi. Lộ vị trí giả của khu vực Construct và bên phía Kingspike họ sẽ đẩy vào với toàn bộ lực lượng của mình. Quả bom đang dần trôi đi và bên phía Kingspike họ cần phải nhanh hơn. Một quả flat bút ra khiến cho phía nào cai phải nằm xuống. Nhưng mà bom màn đã có một tiếng bắn tay là rất to. Và đó là cả 5 khẩu súng của bên phía Clutch of Kick đều rơi. Phải bài thôi. 1.400 tiền. Nhưng những khẩu DE cũng là nguy hiểm ở nhà. Chúng ta sẽ spec chỉ góc cam của TVC thôi để xem khẩu DE này hiệu quả như thế nào. Nhưng mà lần này thì đã không có cái trò buff flat đầu tròn để đẩy ra chuối nữa. Bởi đơn giản là trên người của Thái Anh chỉ có đúng một quả smoke. Liệu TVC có muốn tò mò khu vực chuối hay không đây? Đã có một quả smoke che rất sâu vị trí ở khu vực chuối. Leopard chủ động giữ lại cho mình ở đây. Góc đứng khá ổn thôi. Bắn 3 boiler. Đội hình của bên phía team Clutch of Kick họ đang chủ động boost nhau để lấy góc nhìn. Và giờ thì TVC. Một pha di chuyển chưa hợp lý cho lắm. Phối hợp với nhau chưa tốt. TVC nên bảo Thái Anh rằng là đứng dịch sang một phải một tí đi em ạ. Bây giờ thì TVC nằm xuống ở Mandy. Tình huống mà Mandy đã chủ động kê lên cái góc boost vừa rồi. Rất kinh nghiệm. Trong khi đó thì Clutch of Kick đang bắn 3 người ở boiler. Đây là một tactic mà Vitality rất hay dùng. Nhưng lần này thì lượng xuống của họ chỉ là những khẩu lục thôi. Và liệu có thể chống đỡ được cái đợt tấn công này đến từ The King Sixpack hay không? Đây bom mà tăng lên có từ một bạn sẽ bị nằm xuống. Nhưng mà vị trí của Leopard cũng là nào cái đã đổi mạng tốt cho người đồng đội của mình. Và cuối cùng chỉ còn một mình vị trí của Ryu Thái Anh ở khu vực chuối rồi. Chắc chắn ra thi đấu thứ 3 sẽ đến với đội hình của Kingspike. Nhưng mà có vẻ như là bên phía Kingspike vừa quên bom ở nhà đã phải được đi lấy. Nhưng mà không sao cả, khi nào cài đã kết thúc tốt các bạn của Ryu Thái Anh. 5-3. Và đây sẽ có thể là 4-5 thôi. Thì đây là một round thi đấu phải Hiko trắng đến từ đội hình của bên phía team Clutch of Kick. Suýt chút nữa thì vừa rồi Bowman đã có một tiếng transfer từ trên mái nhà đen xuống. Và không chỉ có The King Xback mà Weebu Chúa Xback đó vị trí của bạn Kariga. Rất cảm ơn bạn với 8 đô Úc nha. Vẫn là bạn khán giả quen thuộc vẫn hay donate cho chúng ta hàng đêm ở trong giải đấu kia SL Radio này, mấy giải đấu còn 3-4 giờ sáng. Tóm lại là tất cả các giải đi, có thể là tất cả các giải bây giờ thì đang có đục keo giữa những chủ nào cay cầu đá và Caster Bowman cũng đã bắt đầu ép lên rồi, chỉ là những khẩu USB thôi. Và bây giờ thì nào cay đục được vị trí của Su Caster Bowman. Leopard headshot được Thái Anh rồi. Đây là... Ôi. Nhưng không sao cả. Vẫn còn đó là vị trí của Leopard. KC đã phải nắm xuống rồi. Chỉ còn lại một mình TVC thôi. Ôi, TVC hơi đạn. Hơi đạn tí. Khẩu AK này mà có 50 viên là Bowman làm đôi ở boiler rồi đấy. Đừng đùa. Nhưng mà rốt cuộc thì round tháng thứ tư vẫn đến với team Kingspike thôi. Không sao cả. Hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc vòng bảng. Và ngày mai sẽ bắt đầu đến với lượt trận thi đấu 1-16. Ôi, vòng playoff. Và chúng ta cũng tạm thời biết được vài cái tên đi tiếp như kiểu là QQ Hasagi này, team của Crazy Guy. Em tưởng QQ vừa để thua trận đấu. Nhưng mà họ nhất bảng này. Đã bắn bảng này đã bắn xong rồi á. Nhanh đấy. QQ Hasagi bắn sáng mà. À, bắn sáng. Ừ. Đúng rồi.
Thằng đấy bắn xong từ sáng rồi. Còn team SEG Red cũng đi tiếp này. Team đến từ Sài Gòn, Division X cũng đi tiếp. Đó là ba cái tên được đánh giá là team hạt giống. Còn buổi chiều ngày hôm nay chúng ta đang chờ đợi Revolution với 18-20 hàng trống hay là cả 335 cầu giấy. Nhưng đúng mà rồi. Chính xác. Revo vừa để thua trận đầu rồi, nhưng mà em nghĩ là cũng chắc cũng chỉ là một cái bất ngờ cho nhỏ thôi, bởi vì những đối thủ sau thì cũng không mạnh ở 335. Nó quay trở lại với trận đấu này khi mà King Spike đang muốn tràn lên chuối, nhưng mà Real Time vừa bắt được cái Man ở lầu rồi. Man di chuyển hơi nhiều lầu, nhưng Mandy lại đổi mạng của Real Time rất nhanh, cũng thuộc bắn xuyên smoke. Tại sao Real Time lại có thể nằm xuống tình huống vừa rồi nhỉ? Một tình huống có thể là spam đổi mạng thôi, hoặc là quả smoke vừa tan đi. Bây giờ thì Leopard trong bom sai A cũng chỉ còn lại hai người thôi. Leopard lựa dòng tay có to hay không đây, nhưng Nao Kai đã bắt được vì chiêu TVC của bom sai B. Và đây là Construction. Kishi đổi một rồi. Bây giờ Kishi bắn tốt hơn tới từ Kishi khi cả hai player đều lỗi skill. Bây giờ thì Mandy phải ép lửa để đẩy lùi đối phương về. Quả lửa tiếp theo hợp lý, không cho đối phương ba quả smoke. Quan trọng là trên người của Su vẫn còn một quả smoke. Suka với một tướng Boost City đã bắt được vị trí Mandy rồi. Không cẩn trọng với tướng Boost City là sẽ phải nằm xuống ngay. Bây giờ thì quả smoke được trả ra giữa mặt của Leopard. Bây giờ thì nào, không thể làm được rồi. Kishi đã kê lại rất kinh nghiệm, đó là thằng thứ sau đến với Clutch or Kick. Nhưng vừa rồi một tình huống mà Leopard xử lý cũng hơi tự tin quá theo thám mình thôi. Đúng ra là đối phương quay mặt hết đi rồi đấy, nhưng mà vừa bò vào thì Kishi quay mặt lại và nhìn thấy cánh tay. Chắc chắn đấy là tình huống lộ cánh tay thôi. Là quan trọng nhất trong cái round thì đấu vừa rồi là cái đấu skill giữa Kishi và Nao Kai. Ai thắng trong cái lượt đấu skill đấy là team mình sẽ thắng. Chính xác rồi. Đây, Kishi là player của team ship, không biết là bây giờ còn thuộc team ship hay không, nhưng mà chắc chắn anh đã từng trong biên chế của team ship. Clutch or Kick này là một team mix. Đúng không rồi, phải team là mix. Team ship. Vì TVC thì bây giờ anh nhớ TVC không còn bắn cho team ship nữa rồi. Và Kishi thì có vẻ là kiểu gọi là chơi kiểu chơi thân cùng với TVC ấy. Thế là mấy anh em rủ nhau bắn giải thôi. Hoặc là nếu như bắn giải như này thì có thể là Kishi không bắn cho team ship nữa. Không bắn cho team ship nữa. Anh cũng nghĩ là như thế, bởi vì là dù sao ấy, nếu như là một player mà đang thi đấu trong một team chuyên nghiệp như thế rồi thì sẽ không được tham gia thi đấu ở những trận đấu ngoài như này đâu. Có thể là Kishi không bắn cho team ship nữa. Và giờ thì quay trở lại với round thi đấu thứ 11. King Spike, họ vẫn đang có ý định muốn chiếm hụt chuối trước. Nhưng bom xe A thì vẫn đang bắn rất là cẩn trọng đến từ đường Clutch or Kick thôi. Nhưng cái tham minh trả đồ cũng đang là hợp lý, làm cho đội hình của bên phía team King Spike họ phải chơi chậm lại. Đây là một trận đấu mà King Spike họ đang chủ động đánh vào bom xe A với việc quả bom đã được mang lên mid bởi vì chưa nào cài. Ở đây là một quả smoke one way rất khó chịu ở lầu đến từ bom man. Đấy rồi, chúng ta hãy xem pha xử lý của Tuyết ZZ. Tuyết Đông Lào trả một quả flat ra khá hiệu nghệ đấy. Được đấy, và giờ thì quả sống tan rồi bom man. Nhưng mà bắn tay là to cái phát minh với Yuzu. Đếp bằng kêu dành cho bom man sau của bom xe, và cuối cùng thì bom xe đã hoàn toàn clear. Kishi với một tướng spam qua smoke là tốt, đổi đi cho mình một mạng. Nhưng mà trong bom xe đã được bật đặt bom thành công, và vị trí của Đà Mít ở khu vực nghĩa địa sẽ là key player của bên phía King Spike. Không sao cả, khi mà một tình huống bom flat hơi lỗi skill một tí thôi, sai vết. Nhưng mà dù sao là Custom Bomb cũng đã làm hai rồi. Kishi nằm xuống bởi Damit 2k. Trong bom sai Nao Kai đang cháy. Nhưng TBC tôi xong rồi, khó dành cho vị trí của Nao Kai rồi. Bây giờ thì Nao Kai gặp khó và đã biết rằng đối phương ở đâu. Nao Kai sẽ lộ súng thôi. Vâng, Nao Kai vẫn trốn được. Và giờ thì có kit tới từ vị trí của TBC. Thời gian còn rất nhiều. Nao Kai vẫn đang có quay được, và đó sẽ là chiến thắng dành cho bên phía team King Spike với một pha xử lý bài tham rất tốt tới vị trí của Nao Kai. TVC bắn tay là to, nhưng mà Nao Kai đã có một tướng cò quay đẳng cấp. Round thắng thứ 5 đến với team King Spike. Chúng ta cũng phải nói đến cái tình huống NG hai mạng ở bom xe rất quan trọng đến từ vị trí của bom ma. Một pha xử lý bài tham rất tốt, rất kinh nghiệm. Nếu như chỉ cần vội vã một chút thôi thì có lẽ là Clutch or Kick họ đã thắng trong round thi đấu vừa rồi. Ủa, nó sẽ là Foxbite ngay này. Foxbite chứ, bởi vì vẫn còn khẩu ọp của Kishi cơ mà, với cả khẩu M4 thì tội gì mà không bay. Và rồi thì tràn tặng lên chuối, Flick yếu được với chỗ Damit 2k. Quả này mà phẩy vào tường thì Damit sẽ phải nằm xuống. Quyết định là không spam. Chút lợi thế về máu này cho một phiếu Clutch or Kick. Không có một quả nết nào cả. Thường thì với góc đứng này của TVC, nếu như có nết
thì sẽ trả một quả nết lên trên mái nhà và nó đất đập xuống và Damit sẽ phải ra đi. Thế thì nó lại là hơi thế giới quá. Boba vẫn là cái vị trí kê đẩy lầu quen thuộc của mình rồi. Liệu có bắt được Real Thái Anh hay không đây? Bò ra phòng sáng này, bắn yếu được cái chiều nào cay. Vâng, cái góc cây này của Boba sẽ không bắt được cái Real Thái Anh. Và TVC headshot là Damit chú cây. Dù càng bắn được bạn đi, cái khả năng bắn đi cổ Clutch of Kick đó là quá đẳng cấp đi. Thêm một bạn đã dành cho Suka và có lẽ bình Boba. Nào, liệu có một lần nữa A được hay không đấy? Không được rồi, từ khi mà Boba bắt được cái chiều Suka, tình huống đưa về là 1-3. Nếu như cắt thì đây sẽ làm xuống Ace, cắt là Bowman khó chơi một cái triple kill. Đối đầu với anh đang là TVC vào đây rồi. TVC là người bắn tốt hơn. Round thắng thứ 8 đến với vị trí của Clutch of Kick. Đúng rồi, round thắng thứ 7 rồi. Không thể trách được King Spike trong tình huống vừa rồi, vì thật sự tím bạn tay to quá. Bắn DE có khác gì mình Whopper đâu. Thật sự bắn kinh ấy. Bowman lên DE anh em ơi. Bây giờ chúng ta sẽ chỉ Spike góc ngắm của anh Bowman thôi, với một khẩu DE ở trên tay. Bây giờ thì Custom Bowman sẽ hóa thân thành vị trí của Rain đi. Rain cũng là một trong những player bắn DE là cực kỳ tốt rồi. Nào Kai vừa ăn một quả nết vào giữa mặt và phải nằm xuống rồi. Ở đây là một round thi đấu cứ phải gọi là eco đấy chứ. Đội hình của King Spike và Damit không bắt được thăm mình của TC rồi. Và quả flash vừa rồi là lỗi khiến cho vị trí Damit phải nằm xuống. Có flash đập vào người đồng đội và TC đẩy qua smoke lửa luôn. Nhưng mà Leo bắt là kê lại tốt. Su cả cùng với Su đang bắn rất tốt ở khu middle. Và còn lại một mình vị trí Mandy rồi. Nếu khẩu tech 9 thì mọi thứ nó sẽ gần như là không thể. Vẫn cuối vẫn kịp bắn yếu được TVC, nhưng đó là tất cả những gì mà Mandy có thể làm được. Và đó là round thứ 8 anh cho Clutch of Kick, khoảng cách là 3 round. 8-5. Map thi đấu Inferno này là một trong những map đấu được gọi là tủ của đội hình của King Spike. Clutch of Kick thì họ cũng là một team mix thôi. Đây là họ chỉ chơi với nhau ở trên trận đấu online, có thời gian tập luyện với nhau nhiều nên là phải sử dụng skill nhiều hơn. Vâng, có vẻ như đang làm xuống rất beat nhanh rồi. Bowman là người đi đầu và ngay góc ngắm này thôi, Bowman Entry Fragger có mạng như 9 điểm. Hai tại sao lại rút ra với anh ơi. Vâng, giờ thì tiếp tục là KC và bộ đôi của bên phía team King Spike có thể làm được gì hay không đây, khi đây xuống đã clear được bomb xuống pit nhỏ thôi. Sẽ đặt được bom thành công thôi. Nhưng đang là tiếng retake 3-2 đến từ vị trí Clutch of Kick. Một người đi lầu luôn cho nó cẩn thận. Một người Axe và một người Boiler. Đội hình của Clutch of Kick đang là quá đẹp vào cái tướng này và sẽ rất khó để cho King Spike có thể thủ được quả bom. Trừ phi là tướng bắn tốt. Một quả, hai quả smoke được trả ra một lần năm. Mid headshot kể với KC. Real Thái Anh đổi mạng là nhanh. Và giờ còn lại một mình thì chiều nào cãi không thể làm được gì. Real Thái Anh đã có một góc đối quá đẹp và đó ra thắng thứ 9 này cho mình Clutch of Kick. 6-8 là không có và tỷ số là 9-5 thuộc về bên phía của team Clutch of Kick. Hỏng rồi. Thiếu muốn tăng cơ để rút dao ấy từ anh Bowman. Có lẽ là hơi vội vã một chút. Hơi vội. Đúng rồi, thì em nghĩ là Bowman nghĩ rằng là bom xe chỉ có 2 người thôi. Bên phía Clutch of Kick họ bắn 3B. Đoán thôi, đoán. Tức là vẫn còn người ở pit nữa. Và round thi đấu cuối cùng lượt first half sẽ phải full bài để King Spike thôi. Liệu họ có thể rút ngắn được tỷ số không đây? Hay là khoảng cách sẽ là 5 round. KC bị bắn yếu, đúng hơn là bị hạ cũng luôn bởi Bowman. Một tình huống đẩy phòng sáng không tốt khi mà đã có quả lửa. Rồi thì lợi thế về người, King Spike họ cần phải tận dụng cái cơ hội này. Nếu không khoảng cách 5 round thì sẽ là hơi lớn. Flash đẩy ra, lần này thì đã dành ra mình. Nhưng mà là một tiếng bắn tốt vào mặt của Damit trong cây. Đã có thêm một hỗ trợ nữa, đó là cái tên Real Thanh và quả bom đang rơi ở một vị trí cứ phải gọi là chí tử luôn. Đồ, một quả smoke có vẻ như sẽ là hợp lý này. Nhưng đội hình của bên phía Clutch of Kick họ sẽ không đẩy ra đâu. Còn Flash, bộ màn sẽ ném Flash để cho vị trí của Nao Kai có thể tăng lên. Flash đây rồi nhưng quay mặt kịp thời và đó là TVC. Tiếp tục là bộ màn lên thi đấu nhưng Real Thanh có đắp một điều. Và như vậy thì sẽ là 10 năm dành cho bên phía của team Clutch of Kick thôi. Một mạng nữa cho Leopard, tỷ số vẫn sẽ là 10 năm. Một tình huống vào bộ đôi ở chuối đó, TVC và Real Thái Anh đã bắn tốt. Trận thi đấu đầu tiên thì team King Spike giành chiến thắng có tỷ số như là 16-4 thì phải. Trận thi đấu này thật ra thua cũng được, nhưng trận cuối phải thắng. Đúng rồi. Bởi vì đơn giản là chỉ có hai thắng, ít nhất 2 thắng 1 thua là có thể vào được vòng playoff rồi. Nhưng từ từ đã, nếu như có hai team mà thắng thắng thì sao nhỉ? Đúng không? Nếu có team thắng thắng thì sẽ phải so hiệu số cho so anh. Hiệu số, nhưng mà bây giờ Bowman, team Bowman mà thua 1 rồi thì sẽ có một team thắng thắng thì sao?
như là không có đúng không? Không, bởi vì nếu mà có hai team cùng hai trận thắng một thua thì sẽ phải xoay hiệu số thôi. Đợi tí bọn em nạp tiền đã. Nạp tiền net. Nhưng tôi đã biết là ngày thi đấu hôm nay thì có những team trong, chỉ tính riêng trong ngày thi đấu buổi chiều đấy nhá, 1:30 lên setup đủ kiểu đến tận 3 giờ vẫn chưa được bắn. Đó là cái team team của tôi stand in thôi, anh em bắn. Nhưng mà đến tận 3 giờ vẫn chưa được bắn, bây giờ còn chưa biết là đã vào trận hay chưa. Rất là đen. Phải chờ server đúng không? Đúng rồi, hơi tốn tiền net một chút. Chúng ta đến với round thi đấu Pistol của lượt second half. Bên phía King Spike họ sẽ xuất phát bên phía CD side. Nó bom man lên cho mình một khẩu CZ với một quả smoke. Một cái lên đồ khá là táo bạo đây. Trong đó là Clash of Kings, họ đang gây rất nhiều áp lực ở khu vực bom CB. Quả smoke của Bomman thì đã trả ngay ở khu vực bom CB ở phút giây đầu tiên để chống đớp rồi. Bomman quyết định lên cho mình một khẩu CZ-75. Bom CA thì vẫn đang cố gắng lấy info thôi. Ôi, lại là một quả bom, à decoy thôi. Nhưng mà decoy vừa rồi cũng là lỗi á, decoy để fake flat ấy. Nhưng mà anh nghĩ là lỗi. Bây giờ thì Mandy phải lùi về rồi. Và bây giờ thì bom xe có tăng vào hay không đây? Real thấy anh đang tăng lên. Và giờ thì anh sẽ rất tốt. Trong khi đó thì bom man đã có double kill ở khu vực chuối rồi. Và giờ thì Real thấy anh clear bom xe. Như vậy thì bom man làm 2 ở B và bom xe vẫn thủng. Đây sẽ là câu nói quen thuộc Custom Man. Là tao làm 2 rồi mà bom xe vẫn thủng. Nhưng mà giờ thì cũng không thể trách được vì Mandy đã đổi 1. Và tình huống retake đó là 3v2 và nào cai là người đều đúng hơn là bom man. Đúng hơn là Leo Pap. Nhưng mà Liêu Thái Anh đã bắt được vị trí Leo Pap rồi. Nào cai phải nằm xuống và đó là double kill dành cho Liêu Thái Anh. Đúng hơn là một cái quadra kill. Bắn gọi là quá tín đi và tỷ số là 11-5. Mày như mày các anh già của chúng ta đã không thể đối đầu được với những player trẻ tuổi hơn rồi. Đúng là Custom Man làm 2 rồi. Nhưng mà vẫn thua. Team King Spike. Thật ra thì có trách thì họ trách họ tay bé hơn so với đối phương thôi. Và đang làm quyết định đẩy tin rồi. Ai sẽ là người kê lại đây? Vâng, giờ thì bom màn bị đốt đầu. Kishi làm 1 rồi, Kishi làm 2. TBC cũng kết thúc luôn lên Leopard. Và bộ đôi của bên phía Team King Spike, Mandy đổi thêm một màn như là một Suka. Cuối cùng là Suka đem về double kill dành cho mình. 12-5. 5 net mid để giữ King Spike nhưng mà không có ai của Clash of Kings di chuyển ra mid cả. Hơi đen một chút. Và khoảng cách được nâng lên là 7 round và quyết định của King Spike đó là mua luôn. 4 khẩu M4, 1 khẩu Farmap và 1 khẩu UMP. Thật ra thì cũng không là quá thọt đâu. Chỉ ở bên kia cũng có cho mình 1 khẩu Gali và 1 khẩu Mark 10. Đây là trận đấu mà Clash of Kings di chuyển đến 4 người ở khu vực second mid. 1 quả Smoke Axe được trả ra. Quyết định sẽ là di chuyển lên boiler luôn. Như thế nào cai đã kê lại ở đây. Mandy của bên nào cai còn nửa máu nhưng mà đã chặn được cái tình huống rush mid đến từ Clash of Kings rồi. Chặn lại đường rush và như vậy thì sẽ phải chơi chậm hơn. Nhưng nào cai cũng như là Mandy không còn quá nhiều máu nữa. Kishi có lửa. Nếu như một quả lửa trả vào pit thì sẽ đẩy được vị trí của Mandy ra. Vẫn sẽ phải giữ lại thôi và đang có một tình huống check lại khu vực chuối tới từ Leopard. Bomman và Leopard bắn cùng với nhau của bom sai bề. Lửa đường về rồi. Lên được ô tô rồi. Bomman có smoke và nade thôi. Giờ thì Leopard sẽ trả trước ra một quả smoke che đi đối phương. Stack nade không thành công. Giờ thì bên phía của team Clash of Kings họ đang bắt đầu di chuyển gần hơn với bom sai A rồi. Bom xe nên cẩn thận trong tình huống này. Vâng, giờ thì đối thủ bên phía team Clash of Kings họ phải chặn lại của bom xe. Đối phương nhảy ở trên đầu kìa anh ơi. Và đó là Kishi kết thúc đi được Mandy. Su tăng vào bom và nào cai mình đoán ra quá dễ. TVC headshot đi damage 2k. Và chỉ còn lại bộ đôi ở bom xe B thôi. Xếp súng. Nhưng Leopard vẫn đang muốn đi bắt thì phải. Quan trọng là bom xe đây rồi. Real thoại anh bắn tay là to hơn và chắc chắn là round thắng thứ 13 sẽ đến với Clash of Kings rồi. Bom mà khẩu UMP cùng với cái kit thì làm được gì đây? Phải nói là Clash of Kings trận thiếu này đang outskill của bên phía King Spike là hơi nhiều nhưng mà rất khó để có thể xử lý được tình huống bắn đấu tranh thay đôi như vậy. 13 năm TVC lộ rồi.
Bomman lách ra thì cũng chỉ bắn được nửa máu của TBC thôi. Và đó là 13 năm thuộc về bên phía của Clutch Orchid. Nếu cũng không có gì phải tiếc đấy, từ đời cái sách cả. Nhưng mà đối phương thì rõ ràng là một team mạnh hơn thôi. Nhìn tương quan lực lượng thì chúng ta cũng đã đều hiểu rồi. Quan trọng là trận thi đấu cuối, tên Swag sẽ phải cố gắng để có cho mình trận thắng thứ hai, đã có thể có cơ hội tiếp. Và đây là một round thi đấu Rusby đến từ đội Clutch Orchid. Phi rất nhanh nhưng mà một quả smoke đã trả ra rồi. Nên là đối phương thì cũng chỉ có những khẩu lục thôi. Và về phía Clutch Orchid, Phi là qua luôn thì cũng được. Vẫn phải giữ bắt bài A. Nhưng bây giờ thì Nao Kai có lẽ sẽ là người tăng vào B trước. Đúng là như vậy rồi. Bom sai B đã clear. Những tình huống spam cũng không quá đau đâu. Còn bắn full của mặt của cờ. Bắn xuyên smoke headshot. Không còn cơ hội nào cho kê spy trong round thứ này nữa. Tỷ số sẽ sớm thôi, được nâng lên là 14 năm. Và map thứ này có vẻ nó sẽ ăn bài sớm cho phía Clutch Orchid. Bắt rồi, đi bắt rồi. Hai mạng cho Kishi. Và chỉ Kishi lắc tâm nhanh thật sự. Và đó Real Thái Anh kết thúc đi liều bạt 14 năm dành cho bên phía của Clutch Orchid. Có vẻ từ trận thi đấu này HLTV confirm được 16 năm. Đây là key round rồi. Hai orb tới từ đội hình của bên phía team Kingspike. Nao Kai là người đã sử dụng orb cùng với Damit 2K. Mandy, Bowman, Leopard có kit trên người cả 3 player này. Chiếm chuối sớm tới được cái chuột Kishi. Và bây giờ thì tại sao một quả lửa và một quả smoke lại cùng vị trí với nhau vậy? Vâng, Flash được ném ra. Kishi xử lý rất ổn. Chảm quả smoke không cho đối phương có thể repick được. Và khu vực chuối tạm thời sẽ dành cho vị trí của Kishi. Nhưng ném quả lửa này ra làm gì? Có vẻ như Kishi cần là cần quả flash. Thêm quả smoke như tăng ra và Bowman có đoán ra được hay không đây? Như vậy thì không đoán ra được rồi. Quả thăm mình di chuyển quá dị tới vị trí của Kishi. Quắc qua smoke luôn. Bowman không biết được điều này nhưng không sao cả là con Leopard đổi mạng. Quan trọng là bộ đuổi bom xe phải thủ được cái đợt tấn công này thôi. Hai người, một người cùng xe rơm thì Bandy đã headshot ở vị trí Real Thái Anh. Bây giờ thì ba người Clutch Orchid đang 3 trên 4 cẳng chạy về bom xe B, nơi mà có vị trí của Leopard đang solo. Leopard cần phải trả quả smoke này đi khi mà khoảng thăm mình đã rất cận kề rồi. 48 giây còn lại. Và nếu như Leopard bị pick và bom xe B chiếm được thì nó sẽ làm một dấu chấm hết dành cho phía của Kingspike rồi. Bắt đầu nhà rồi. Giờ thì bên phía của team Clutch Orchid có vẻ như họ lại muốn đi ngược lại. Nhưng đây là Su. Nao Kai bị headshot ngay rồi. Tăng cao đến từ như TBC. Bom sai B clear. Và bộ đôi còn lại là Mandy cũng như là Damit sẽ phải xếp súng thôi. 15 năm dành cho đội hình của bên phía team Clutch Orchid. 10 cái match point. Làm sao mà cứu lại được đây? Hỏng rồi. Damit và Buddy sẽ đi xếp súng cho round thi đấu cuối cùng. Nhưng mọi thứ phải đã quá xa tầm tay với của mình về Kingspike. Dự báo thời tiết trong nước và quốc tế. Phía Đông Bắc Bộ, đêm nay nhiều nắng, ngày không mưa. David 2K đang nghe bản tin thời sự thời tiết anh em ạ. Nghe đây có cái radio đúng không? Em nghe vang vẳng tiếng dự báo thời tiết. Khoảng cách đã 9 round, đúng hơn là 10 round. Bây giờ thì bên phía Clutch Orchid có cơ hội có thể kết thúc được cái map thiếu này. 15 năm và có vẻ như đây có thể sẽ là round thi đấu cuối cùng của trận thi đấu này. Vâng, giờ thì vị trí của David 2K có thể first pick hay không đây? Bắn vào chân, chạy ngay. Vâng, sủi rồi, nhưng Suka vẫn là người có mạng. Suka đang muốn tăng lên tiếp rồi. Thêm quả flash ném ra, trăng quá, nhưng David Suka. Vâng, về được rồi, vâng, không thể repick được. Suka có chuẩn bị cho double kill. Khu vực library đang là cả Bowman. Bowman ra rồi, Bowman đây rồi. Vâng, bình tĩnh thôi anh ơi. Không được rồi, Leopard đổi thêm một mạng lợi thế dành cho bên phía của team Clutch Orchid. Không còn nữa, Kishi thêm một đầu dành cho vị trí của mình. Mandy bị gục rồi, vừa rồi cuộc bắn hơi loạn xạ một chút. Nhưng Leopard kết thúc đi Suka. Và chỉ còn lại một mình vị trí của Kishi thôi.
Kishi. Kishi đang cầm orb. Ui, Kishi quay ngược đằng sau lưng Leopard ơi anh ơi, đằng sau quay. Không biết rằng có kịp quay hay không nữa. Nhưng bây giờ thì đang làm một tiếng móc máy đến từ. Ôi! Thật may mắn gọi tên anh Leopard. Nếu như tướng Kishi bắn bình tĩnh hơn thì có lẽ đó sẽ là chiến thắng dành cho Clutch of Kick rồi. Bắn cả trận thì rất kinh, nhưng mà đến cái round thi đấu cuối cùng thì lại là một tướng bắn off mù mắt. Không sao cả, vẫn là 9 round khoảng cách. Rất khó là cho Kingsback có thể săn lấp được. Vâng, 4.500 các bạn khán giả đang theo dõi trận thi đấu này. Có khác gì là Na'Vi đang bắn với cả Astralis đâu. Và bây giờ thì bên phía của team Kingsback vẫn đang di chuyển đội default 3 và 2B. Bộ đôi của bọn Side B có lẽ vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình. Rất khó. Bây giờ thì Leopard vừa ăn một quả nết vào mặt thì phải mất đi nửa máu. Bây giờ đây Kishi vẫn là cái bài phi qua. Lần này thì Leopard đã kê lại rồi. Không có chuyện làm cái lần trò này lần thứ hai đâu. Nhưng mà Leopard cũng chỉ còn 3 máu thôi. Flat rất nhiều. Bọn Side B đang phối hợp với nhau khá ổn. Nhưng Leopard chỉ còn 3 máu thôi và vẫn còn quả flat nữa. Bomman sẽ xin. Sẽ xin một quả flat. Nhưng ở khu bom xe A thì đang bắt đầu có tình huống bắn nhau rồi. Một quả flat ra thì Bomman lại là người có cho mình tình huống di chuyển ra lôi. Và TVC là người hạ gục đi anh ấy. Mandy đổi thêm một nữa. Tình huống là 2v4 rồi. Round tháng thứ 7 cũng đang đến với đội của bên phía team Kingsback. Rất khó cho Kingsback có thể để thua vào trận đấu 4v2 như thế này. Vẫn là duy trì những cái hơi thở thoi thóp của mình. Thôi thì cố gắng vì danh dự được bao nhiêu round hay bấy nhiêu rồi. Trong đó thì Clutch of Kick vẫn quyết định là sẽ clutch. Chắc chắn rồi, nếu không thì họ sẽ bị kick. Real Thái Ai cùng với TVC có một smoke, một lửa. AK và orb hoàn toàn có thể làm được nếu như pick được vị trí của Mandy ở dưới khu vực pit. Nhưng mà nào Kai đã cover rất tốt ở khu vực Ike. TVC đổi 1 nhưng không biết được người ở pit đó. Rồi thằng thứ 7 đến với King Spike. 7-15. 8 cái match point nữa thôi. Team của công anh Crazy Guy thì sáng nay đã bắn xong rồi. Và họ sẽ là những người đi tiếp. Chắc chắn rồi, để cho team QQQ ở Crazy Guy bị loại thì nó còn khó hơn cả để kiểu như tầm Astralis để thua vòng bảng bây giờ ấy, còn khó hơn là như thế cơ. Round thi đấu thứ 23. Nào, Kingsback liệu có thể tiếp tục giành được một round thắng nữa hay không đây, khi vị trí Real Time chỉ có cho mình khẩu Dingo thôi. Một round thi đấu vẫn sẽ là full bài. Cơ hội của team Kingsback bây giờ là 8 cái match point. Nhưng thật sự nó sẽ là rất khó và vất vả nha. Chủ động muốn chiếm cho mình khu vực chuối. Nhưng Mandy vừa rồi đã có một mạng ở khu vực Beetle. Su là người phải nằm xuống. Quả smoke trả ra ngay vị trí của Mandy đang đứng. Và có vẻ như muốn back về khu bom Side B đến từ đội hình của bên phía team Clutch of Kick. 44 giây còn lại, quyết định của họ sẽ là di chuyển lên đâu đây? Sẽ là bom Side B rồi. Và có bom đang được vận chuyển với TVC lên khu vực chuối. Bom Side B của bên phía Kingsback đang là 2 người. Và với cái quả smoke này thì khiến cho bên phía của Clutch of Kick phải phi qua một quả smoke, khiến cho ví dụ Leopard phải quay mặt đi. Bây giờ thì bom nát đổi được một thôi, mất bom Side B rồi. Liệu đây phải được submit hay không? Nhưng mà Damit vừa bắt được từ một bài tơ cho Suka. Tiếng hút đưa về là 3v2. Có kit trên người của Damit cũng là nào cài hoàn toàn có thể làm được. Không có lý do gì mà để thua cả. Nào, nếu mà bên phía Clutch of Kick 18 thì phải là cần một tiếng tỏa sáng cá nhân. Với Damit tiếp tục là còn một máu. TVTC tặng xả nốt quả smoke cuối cùng ra khu vực City, khiến cho bộ đội của Kingsback phải di chuyển về khu vực Construction. Damit không được nằm xuống trong tình huống này. Giờ thì góc đứng vào của Naokai đang là đẹp hơn và cần phải nhanh, bởi vì đội hình của bên phía team Clutch of Kick họ sẽ có cơ hội giành chiến thắng. Trong TVC quay ra và có một mạng. Yếu máu rồi, thời gian không nhiều nữa rồi. Và chỉ còn lại một mình TVC thôi. Cần phải gỡ bom ngay. Nhưng đây, thời gian là không đủ. Và chiến thắng dành ở bên phía của team Clutch of Kick rồi. 16-7.
dành cho Clutch Orkic trong trận thi đấu này. Nhìn qua một chút thì Caster Bowman có 20 frag, Damit 2k chỉ là 9 thôi, Su cũng vậy. Nhưng TVC, Ryu Thái Anh và Kishi đã làm tốt vai trò của mình trong line-up của đội hình bên phía team Clutch Orkic. Một trận đấu không quá vất vả cho TVC cũng như Ryu Thái Anh. Nhưng mà một khi Bowman đã top frag, chúng ta đều biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi. Và như vậy thì trận thi đấu thứ hai giữa team Kingspack cùng với team Clutch Orkic đã kết thúc với tỷ số là 16-7 dành cho đội hình của bên phía team Clutch Orkic. Và giờ thì mình, Caster Mewper cùng với Caster Hoàng Long, chúng ta sẽ cùng chờ đợi trong ít phút để đến với lượt trận thi đấu cuối cùng buổi chiều ngày hôm nay trong vòng bảng. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu vòng 1-16 vào cả buổi sáng nữa, bắt đầu từ buổi sáng luôn. Và tuần sau thì sẽ là những trận của vòng 1-8. Của trận tứ kết, bán kết và chung kết. Chính xác rồi. Và bây giờ thì cảm ơn anh em đã theo dõi game thi đấu vừa rồi. Gần 5.000 anh em. 5.000 anh em theo dõi trận thi đấu chung kết sớm. Nhưng mà đấy là trong mơ. Vâng, và giờ đi, chúng ta sẽ cùng chờ đợi trong ít phút để đến với game thi đấu thứ ba nha anh em. Cảm ơn các bạn rất nhiều.